Anh em, chào mừng anh em đã lại quay trở lại chương trình của Basa Team TV. Và sau tất cả những cái tập mà mình đã upload lên, mình đã quay từ tháng trước khá là lâu rồi, một thời gian rồi. Thì mình đã upload 3 tập còn lại là ngày hôm nay, và hôm nay sẽ là một cái tập tiếp theo nữa. Lại thêm một tập nữa, mình lại nhận thêm được một biểu kiện, lại một món hàng nữa, chúng ta sẽ lại khui hộp để ra. Để xem nó là gì. Hôm nay thì nó sẽ lại là một món quà bất ngờ từ PS2 và thêm một cái món quà bonus nữa trong cái đống đấy. Bây giờ thì cũng đã là 6 giờ mĩa rồi. Và lại không biết là hôm nay sẽ lại có điều bất ngờ gì xảy ra nữa đây. Đấy, bắt đầu đây. Oh, hello sir, chào mừng anh. Hôm nay mình bên shipper có cái biểu kiện này. À vâng, đúng rồi, lại là em nè, ông anh. Hôm nay ông anh có một cái biểu kiện luôn, đây gửi ông anh luôn nhá. Đấy, cái này rất to, hiểu không? Cầm mà mắc phê luôn, nói chung là có cả hàng bonus luôn. Ông anh hiểu không? Bonus thì ta biết rồi, cần quái thì mày phải nói. Nói chung là mày đưa hàng đây, ok? Ok, được chưa? Ok rồi, ông anh cứ bình tĩnh này. Ông anh nhận hàng đấy. Cảm ơn. Tôi nhận hàng rồi, giờ biến đi. Ông anh không đưa tiền à? Ok thì để tiếp tục về cái hộp khui, ta sẽ tiếp tục khui ra. Mình khui được đến 1/3 chiếc hộp rồi. Wow, not fucking joke đâu anh em ạ, not fucking joke. Anh em biết đây là cái gì không? Nhìn này, đây là hàng bonus, đây là mặt hàng bonus, máy khá đẹp, máy xuất đi Mỹ luôn, máy sản xuất ở Nhật nhưng mà xuất đi Mỹ, khá đẹp, còn khá mới. Thực ra thì mình cứ nghĩ là cái máy này là phiên bản gì đặc biệt. Thực ra mình thấy nó cũng chả có tẹo gì, con đời sau tôi chờ chút nhé, anh em chờ chút nhé. Đây là mặt hàng bonus. Và mình cảm thấy nó thừa vồn. Anh em nhìn này, thừa vồn. Nhưng mà để xem con này nó có sự khác biệt gì so với con của mình không. Có sự khác biệt anh em ạ. Khác biệt khá rõ đấy. Một con này là con Made in Japan nhưng mà đi hàng sản xuất tại Nhật. Nhưng mà xuất đi Mỹ, một con là kiểu sản xuất đi Bắc Mỹ luôn, nghĩa là kiểu cả Mỹ và Canada. Con này kiểu là cũng fuck. Nó đéo có gì khác nhau cả anh em ạ, nó đéo có cái gì khác nhau cả. Xem ra hàng add-on này của mình bị thừa rồi. Đồ extra bị thừa rồi, nhưng mà được cái là nó mới hơn một tí. Nhưng mà nhìn nó mã cũng được. Con này mình sẽ bán trên Shopee. Nếu anh em nào cần, mình sẽ bán lại con này. Và khi nào mà mình có đủ nguồn và 4 tay, mình sẽ bán nguyên đầy đủ phụ kiện cho anh em. Nếu anh em cần nhá. Lại bị thừa, buồn quá. Không sao, trở lại với mặt hàng chính. Ok, trở lại với mặt hàng chính thì chúng ta có ở đây là 3 tựa game ngày hôm nay. Cái hàng mà về PS2 mà mình muốn nói hôm nay là 3 tựa game. Chính là 3 điều bất ngờ đó. It's my life. Anh em biết đây là tựa game gì không? Tựa game gì không? Đây chính là 3 tựa game Tam Quốc 5 cho hệ máy PS2. 3 tựa game với 3 phiên bản khác nhau, đó là phiên bản XL, bản Empire và bản gốc. Và chúng ta để thấy là hôm nay mình sở hữu một món cực kỳ hời.
cực kỳ hời luôn. Và sang tuần sẽ có một món hàng nữa cho anh em. Đấy, thì anh em có thể ghé qua shop của mình. Và nếu như anh em cần những cái đĩa game như này, anh em phải order trước bên mình thì bên mình sẽ lấy cho. Nhưng mà nói chung là phải săn được, phải săn nhanh thì sẽ có, và săn muộn thì hết. Đơn giản thôi. Và thứ hai là tại sao hôm nay mình lại có sở hữu đến cho mình ba tựa game như này? Tại vì mình cũng xin nói thẳng luôn, đây là ba tựa game chính xác, đây là ba tựa game tuổi thơ của mình. Chỉ có phiên bản Empire là mình chưa chơi bao giờ thôi. Nhưng mà hai phiên bản này mình đã chơi hết rồi. Tất cả những phiên bản này mình đã chơi hết rồi. Và có một cái điểm rất hay ở cái tựa game này, đó là nó có cái tính chất một là tuổi thơ này, hai là nó là game top quất đầu tiên mình chơi, ba là nó có tính chất hành động, nó rất là chất của đúng tựa game Taisi, là đúng nghĩa luôn. Cho đến khi mà thằng Kotak, hay gọi là Tecmo ngày xưa, bây giờ là Kotak, đã phá vỡ nó đi, nghĩa là phá cách từ bản Tam Quốc 6, đúng, chính xác từ bản Tam Quốc 6 và Tam Quốc 7, 8, 9 thì rất là shit. Nhưng mà nói chung đây là một trong những cái tựa game Tam Quốc mà nó vẫn còn giữ được cái độ chất nhất. Và đặc biệt hơn, đây là ba phiên bản cực kỳ giá trị. Tại vì sao? Vì đây là phiên bản Mỹ. Bản Mỹ. Ok, bây giờ mình sẽ khui hộp từng cái cho anh em xem về con game này. Có ba con game này thì là ba con game đã bóc siêu rồi, nhưng mà nhìn tem khá là mới anh em ạ. Thậm chí con game này còn có cả, thậm chí hai con game mà hai phiên bản mình đang sở hữu đây còn có cả tem của Nhật luôn. Đây này, mình cũng chả hiểu là ngày sinh hay là người mua hay như nào mà có cả ngày 39 năm 2000 với ngày 16 năm 2006. Chắc có thể là họ mua bên Nhật gì đó. Thế bây giờ mình sẽ khui chiếc hộp ra. Khui ba tựa game ra. Trước hết là đầu tiên là bản phần 5 trước. Đây là phiên bản gốc. Anh em thấy là tem nó khá là đẹp. Đây là tem của nó. Tem nó khá là đẹp và đặc biệt hơn là đây là một trong những tựa game mà mình cảm thấy mình tâm đắc nhất. Chờ chút này mình ok, và mình đã chỉnh lại một chút độ sáng và mình đã chỉnh cái góc rồi. Thì trở lại với cái tựa game này. Đây là tựa game phát hành vào năm 2005. Một trong những tựa game mà phải nói rằng là mình cực kỳ tâm đắc nhất về cái phiên bản này. Tại vì đây là một trong những phiên bản mà mình cho là hay nhất. Hay nhất trong tất cả phiên bản. Mặc dù đúng ra nếu mà theo số đông thì bản 4 mới là phiên bản hay. Nhưng mà đối với mình thì bản 5 thực sự là bản hay của mình, theo ý kiến cá nhân của mình. Mình sẽ mở ra một chút nha. Wow, anh em nhìn này. Anh em check này. Đây là tựa game mà, ok, mình sẽ mở một chút. Ta-da! Đấy, anh em thấy gì không? Đây là game thật. Game gốc. Lần đầu tiên mình được nhìn thấy game gốc mà còn mới cứng, mà gần như còn mới cứng, chưa kiểu cái độ xước thì cũng chưa bị xước luôn, gần như còn nguyên siêu. Anh em nhìn này, gần như còn nguyên siêu. Tao cũng 5. Đấy. Gần như còn nguyên siêu. Rất là ok. Và thực ra và khi mà mình cầm cái game này lên ấy, mình cầm hộp này lên ấy, mình cảm thấy rất là, nó kiểu nó khá là hơi kiểu nó hơi nặng một tí. Thực ra thì nó nặng một tí thì cũng đúng, tại vì ở đây anh em phải check cái book của này. Đây là book của nó này. Book nó dày như này. Book nó dày như này và đằng sau thì lại quảng cáo Dynasty Warrior Volume 2, Volume 1, Volume 1 trên APP. Đấy. Book thì khá là dày. Cách điều khiển này, một số cái đồ các thứ, một số cách để mở khóa nhân vật. Đây, một số đòn đánh này. Khá là hay đúng không? Em thấy khá là hay đúng không? Shark attack này, muscle attack này. Đấy. Số nhân vật trong game. Đây là lần đầu tiên mình sở hữu một tựa game gốc của Tam Quốc. Lần đầu tiên mình sở hữu một tựa game gốc của Tam Quốc. Ba phiên bản. Nói chung là mình cũng cũng khá là ấn tượng với cái book dày cùng cộm như này. Khá là hay. Và sau cầm cả tựa game mà mình cảm thấy nó hơi kiểu nó hơi vừa, nó cũng nặng nhưng không phải nặng, nhưng mà kiểu nó hơi vừa ấy. Sau các tựa game khác mà mình cầm nó khá là nhẹ, ví dụ như để mình so sánh với Bioshock Infinite ấy. Cái tập lần trước mà mình đã up lên ấy, thì mình khi mà mình cầm cái đĩa, khi mà mình cầm cái hộp của con Bioshock Infinite, mình cảm thấy rất là nhẹ so với hai phiên bản Bioshock 1 và 2 còn lại. Tại vì vấn đề ở đây là cái book khá là dày. Tựa game giá trị thứ nhất. Tựa game giá trị thứ hai
đó là Dice Real Extreme Legion. Đây là bản XL. Bản XL này là một trong những cái bản mà mình đã chơi và mình khá là tâm đắc, và mình thấy nó rất là hay, và nó hay đến mức mà gọi là nó méo có cái gì để hay hơn ấy. Tại vì là kiểu mình có thể tạo được một nhân vật cho mình. Khi trước khi mà mình sở hữu ba đĩa game này, mình đã từng chơi game lậu, mình chơi đĩa chép và mình thì mình mới biết mình chơi game này rồi. Và đó là mình đã từng tạo một cái nhân vật làm sao mà để giống cho nhân vật của Tam Quốc 7 nhất. Và cảm giác giống như là mình đã chơi Tam Quốc 7 vậy. Mình đã cũng còn tạo cả Tư Mã Sư, Tư Mã Chiêu này, còn tạo cả Đinh Phụng này. Đấy là thời điểm mà mình trước khi mà mình sở hữu em Xbox 360. Và thời điểm đấy thì nói chung là có một cái ký ức khá là đẹp với hai phiên bản này. Mình sẽ mở cái phiên bản này ra để xem có như nào. Mình tưởng nó còn khá là mới. Wow. Khá là mới anh em ạ. Khá là mới. Đáng khen cho một tựa game cực kỳ giá trị. Để bộ check it out. Anh em có thể thấy là đây là một cái đĩa mà mình phải nói là mình rất là mình phải cảm ơn cái anh đã bán hàng cho mình, đã bán cho mình cái game. Và phải gọi là thứ nhất là nó đánh trúng mất tâm lý tuổi thơ của mình, thứ hai nó đánh trúng vào cái đòn hút máu của mình, và thứ ba nó là một cái tựa game cực kỳ giá trị, và nó còn gần như brand new như này. Brand new như này anh em nhá, gần như brand new như này. Đây, đĩa như này, còn mới. Chưa, mình chưa được có dấu hiệu xước gì cả. Trong suốt, rất là ok. Thứ ba, lại một lần nữa, book lại dây cồng cộp y hệt như bản kia, nhưng mà nó nhưng mà nó không dày như bản gốc thôi. Nó chỉ không dày như bản gốc thôi. Đấy, anh em phải check. Nó không dày như bản gốc thôi. Đấy, quảng cáo cho Tam Quốc 5 này. Available now. Chúng ta có thể thấy là ở trong này cũng book thì cũng khá là đẹp, nhưng mà chỉ khác là nó không có màu. So với book của kia thì nó lại có màu. Đúng là bản mở rộng mà. Thế sao thì mình cũng khá là trân trọng ba phiên bản này. Tiếp theo là phiên bản thứ ba, là phiên bản mình chưa được chơi, nhưng mà mình cũng rất là mong chắc là tối nay mình sẽ thưởng thức ngay tựa game này, thưởng thức ngay cái phiên bản này. Đó là bản Empire, Tam Quốc 5 Empire, gọi là Dice Group 5 Empire. Nó khá là giống với cái phiên bản mà lần trước mình đã giới thiệu cho anh em, đó là cái phiên bản Tam Quốc 4 Empire, nhưng mà chỉ khác nó là bản Nhật. Shin Sangoku Musou 3, đúng rồi, Shin Sangoku Musou 3 Empire. Thì đây là phiên bản Mỹ, bản Mỹ luôn. U trên C đây. U trên C. Thì đây là một trong những phiên bản mà mình đã, nói chung là mình cũng không lạ gì cái bản Empire này cả, tại vì là mình đã chơi bản Empire phần 4 rồi. Của Nhật rồi, thì mình biết là nghĩa là nhìn chung là khi mà ta sắp xếp quân và khi mà ta lựa chọn ra những con tướng mà để có thể mà đi chiếm giữ vùng đất, nói chung là nâng cấp đồ, sử dụng item với cả vũ khí các thứ, thì nói chung là mình cảm thấy nó khá là hay, khá là thú vị. nó giống như kiểu là ta chơi auto chess, nhưng mà chỉ khác là nó không phải là auto, mà là chỉ dạng gọi là mình phải kết hợp chiến thuật, làm sao mà mình kết hợp những cái con tướng mà chỉ số này chỉ số kia, kết hợp với những cái nhân vật có sẵn trong game, kết hợp với cái chỉ số từ đồ nữa, thì để làm sao mà để thống nhất được cả một đất nước Trung Quốc. Nó kiểu như vậy, easy như vậy. Nhưng mà mình thấy các phần từ phần 5 đổ về xuống ấy, từ phần Empire đổ về xuống ấy, thì nó khá là easy so với phần 6. 6 Empire mình đã chơi thử trên Xbox 360, phải nói thật với anh em là nó khá nặng nề và nó khá là khó. Nó khá là khó. Và cái tiền mà để nâng cấp cho cái item các thứ thì nó khá là đắt đỏ so với bản 5 đổ về trước. Và 5 đổ về trước thì chúng ta có thể kiếm đồ thay vì chúng ta mua. Chúng ta phải kiếm đồ thay vì chúng ta mua, chúng ta nâng cấp chỉ số các thứ, và cứ việc như thế vào là bam. Và là bam, không phải lo gì cả. Nhưng mà sang bản 6 ấy thì nó khá là phức tạp, là chúng ta sẽ lại phải mất tiền mua các thứ bla 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 bla. Cho nên là mình sẽ mở ngay ra xem như nào. Wow. Lại một bức giày cồng cộp y hệt như y hệt như hai bản kia. Anh em có thấy bức giày khá dày. Và đằng sau thì có quảng cáo cho phiên bản Samurai Warriors State of War. Đây là phiên bản Samurai Warriors duy nhất phát hành trên PSP. Thấy wow. Có cả Koei Corporation này, chúng ta có thể gửi gọi là phản hồi về Koei Tecmo. Đây là phiếu gửi phản hồi trong vòng 90 ngày.
ta để đây, cái này là để đánh giá chất lượng xem là đồ họa này, game này xem như nào. Khá là hay đúng không anh em? Đấy, đây là chúng ta có những cái tờ book hướng dẫn, chỉ khác là nó không có màu thôi. Ok. Và nhìn chung là hôm nay chúng ta đã sở hữu, mình đã sở hữu được 3 tựa game khá là món hời ở đây, cộng với cái Nier 64 hàng thừa này. Nhưng mà không sao, mình sẽ bán cho anh em nào mà anh em thực sự cần, và mình sẽ up lên trên Shopee. Và anh em đừng quên like, subscribe và đừng quên ủng hộ shop bọn mình nhé. Bye bye. Lại thêm một món hời rồi.